Girls? C'est une fille. Girls. Boys? Là người ta đã ướp và người ta đã nấu trước cho mình rồi, mình chỉ về mình hâm lại để mình ăn thôi. Nhưng mà người ta ướp thì rất là ngon. Mời các bạn cùng xem nhé. 10 euro 59 xong phim, cả nhà có thấy rõ không? Đấm lên mà nó không phải. Người ta đã ướp với ớt, cái rau thơm đó. Rồi mình về mình chỉ để tí xíu nước rồi mình hấp mình cho có cái hơi nước á. Rồi mình ăn thôi. Đó, ướp rồi rất là ngon. Giờ mình nấu cho nó nóng lên rồi bắt đầu mình mới hạ lửa xuống để review. Ốc của mình đã hấp xong rồi. Happy birthday, Lenny. Happy birthday, Lenny.
bạn đi con. Happy birthday baby. Happy birthday. Happy birthday baby. Babilu, babilu. Trời, hôm nay được hôn nhiều. Bisu mong mong cái đi. Baby bisu. Bisu mong mong cái. Cảm ơn con nhiều. Baby bisu. Anthony, bisu Anthony, bisu Anthony. Bisu ba ba nè, bisu ba ba. Mẹ, mẹ, xin con trai mẹ xin nhộng. Mẹ, nó thích phá. Thích phá. Nè để mẹ cắt con trai mẹ ăn. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Hôm nay mình làm sinh nhật con trai của mình đó. Mình quay một chút cho cả nhà xem. Tại vì mình cũng không có làm gì đâu. Mình chuẩn bị cái bánh về để mà cắt cho chúc mừng sinh nhật em thôi. Cắt ăn thôi, chứ mình cũng không mời khách. Mình làm đơn giản thôi cho có nhà mình thôi. Mời cả nhà cùng mình ăn bánh sinh nhật. Mời cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Ngày con ăn nhiêu đây thôi ha. Vừa tí thôi. Em muốn ăn sugar. Wow, ngon quá nè. Nè Lenny ăn nè. Con ăn đi. Rồi con ăn hết cái phần này luôn hả chị? À bữa tí thôi hả? Con gái ăn lên đây đi. Ngon quá nè. Mẹ không ăn bây giờ đâu. Bông không trai? Bông không con? Ồ, nó rớt rồi. Ngon không? Con được không? Bánh này là sữa không á, cho con trai ăn á. Nhàm. Mama có giao sữa phê sao? Sao? Sao con? Sao? À cái đó ăn được á. Được. Cái đó là bà cái đó là cái phần bột người ta nhồi để người ta đi coi cho đẹp á. Ngon. Bánh ngon. Bánh ngon không? Mẹ thử miếng nha con trai. Nó sẽ đó cái bánh. Sẽ đó cái giao sữa sô cô la mình sức sao nè. Tại con không quen ăn cái đó ăn được không? Ngon ha. Hơi ngọt một tí thôi nhưng mà ngon. Ngồi trúng mối luôn nè. Mọi người giúp con nha. Thank you.